Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay, bên em thông báo dòng chép kèn JBL750, dòng Nelby. Bên em có hàng, để mời quý vị các bạn có nhu cầu dùng đến thì xin liên hệ với bên em. Chiếc kèn Nelby JBL này có những cái gì hay ho, đặc tính thế nào? Để trong clip này em sẽ giới thiệu hết cho các bác xem. Chiếc kèn là Nelby 750 thì cái côn kèn bên trong nó sẽ là 75 ni. Nelby thì ở những cái viên lâm châm, đấy, viên từ neo nó nằm bằng bi thì gọi là Nelby. Còn trên thực tế thì có cả neo khối thì những cái viên này nó là một khối. Cái dòng này bắt 4 ốc. Anh em bắt phễu đại. Và cái phễu anh em mà đo cái đường chéo ốc nhá. Anh em có trong đường chéo ốc này. Nó là 10 phân. Nó 10 phân 2 ni anh em nhá. Cái đường chéo của ốc ấy là nó sẽ vừa với cái phễu đại. Và em đã mổ sẵn một cái ra để cho nó nhanh. Với dòng này thì được sản xuất tại Trung Quốc. Rất nhiều video nói về vấn đề này. JBL bây giờ Trung Quốc hết. Một cái đít bằng nhôm. Và côn kèn thì là côn 75. Bên trong của cái chỗ côn này dòng chép kèn là Nelby JBL750 là dòng chép kèn lớn nên anh em phải ghép với những cái loa JBL715, JBL725, những cái bát từ neo hoặc những cái bát từ thường đều được. Cái còn hoặc anh em, nhiều anh em đã ghép để làm nina dây để đặc tính của cái thằng neo thì nó nhẹ, khi mình có treo lên thì nó cũng dễ dàng hơn, đỡ tốn cân nặng. Và đặc tính của neo thì nó có cái gì? Đặc tính của neo đầu tiên là tiếng nó bay, hai là tiếng nó đi xa, đấy bay đi xa, nó nảy tiếng và nó tơi tiếng, giúp cho những anh em làm sự kiện nó đánh nhuyễn. Khi mình làm ngoài trời đấy cần cái độ nhuyễn. Dòng chắp kèn Nelby JBL750 được bên em bán ra với giá bán là 2,1 triệu một đôi và được tặng hai cái tụ và hai cái chở cho anh em mình về chế cháo nếu các bác không lắp phân tần. Đó là được tặng thêm và được những cái ốc yết để bắt ốc bắt mặt phải có anh em nhé, có 4 con này luôn. Và giá bán một đôi chắp kèn JBL750 đề Nelby là 2,1 triệu và được bao ship toàn quốc. Để được tư vấn và mua sản phẩm này, anh em gọi điện trực tiếp cho bên em qua số máy 0904612323. Và xin chào các bác và cảm ơn các bác đã theo dõi video của Huấn Audio. Và hẹn các bác ở một video sớm nhất của bên em.